You make my heart go.
Em xin kính chào và cảm ơn anh chị đang dành thời gian tham dự buổi hội thảo trực tuyến do Autodesk và Vietcad tổ chức với chủ đề Bifrost for Maya ngày hôm nay. Em xin được giới thiệu, em là Uyên đến từ phòng marketing của công ty Vietcad. Buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề Bifrost for Maya sẽ do chuyên viên kỹ thuật của Vietcad là anh Huỳnh Anh Duy sẽ chia sẻ tới anh chị với các nội dung sau: giới thiệu bộ sản phẩm M&E, tìm hiểu Bifrost, demo, và sau đó sẽ là thời gian để trả lời những thắc mắc của anh chị đã tham gia. Trong suốt quá trình tham dự thì nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì anh chị có thể nhắn trong phần chatbot thì anh Duy sẽ giải đáp hết những câu hỏi của anh chị vào thời gian này. Vietcad cũng sẽ dành tặng một phần quà cho anh chị có câu hỏi thú vị. Vì vậy là mong anh chị có thể chú ý theo dõi phần chia sẻ của anh Duy và nhiệt tình đặt câu hỏi trong thời gian này ạ. Tài liệu về webinar ngày hôm nay cũng sẽ được gửi tới anh chị nào có tham gia làm phần feedback là khảo sát đánh giá về webinar này ở phần sau của chương trình. Và cuối cùng sẽ là vòng quay may mắn với hai phần quà dành cho anh chị tham dự webinar ngày hôm nay. Thì mong anh chị có thể tham dự tối cuối cùng để có cơ hội nhận được những phần quà từ Vietcad ạ. Trước khi vào phần chính thì em Uyên xin mời anh chị xem một clip ngắn để hiểu rõ hơn về công ty Vietcad và các sản phẩm cũng như là dịch vụ mà Vietcad cung cấp ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham dự webinar cùng Vietcad ngày hôm nay. Sau đây em xin mời anh Duy sẽ chia sẻ với chủ đề Bifrost Extension for Maya. Cảm ơn Duy nha. Chào các anh chị và các bạn. Mình là Duy. Hôm nay mình sẽ cùng đồng hành với các bạn cho cái buổi webinar về chủ đề là Bifrost Extension for Maya ha. Thì trước tiên để vào phần tìm hiểu về Bifrost thì mình xin giới thiệu cái bộ sản phẩm M&E của Autodesk ha. Thì bộ sản phẩm M&E của Autodesk bao gồm những cái phần mềm sau, thì nó sẽ chủ yếu là gồm hai cái phần mềm chính mà các anh chị thường hay sử dụng, đó chính là Maya và 3ds Max. Maya là các phần mềm mà giúp cho các anh chị có thể tạo ra được những cái kỹ xảo phim hay là những cái model để các anh chị có thể sử dụng trong công việc mà làm phim hay là làm phim hoạt hình. Còn 3ds Max thì nó thiên hướng về làm giúp các anh chị làm trong công việc kiến trúc nhiều hơn. Thì hai phần mềm này nó có những chức năng tương tự nhau nhưng nó sẽ được mọi người ưa chuộng tùy vào cái lĩnh vực mà mọi người sử dụng. Ngoài ra thì cái bộ sản phẩm M&E còn tặng cho các anh chị một cái pack là 5 cái node của cái phần mềm render là Anode, để cho các anh chị có thể sử dụng nó trong cái việc mà thiết lập render farm cũng như là có thể sử dụng cái license Anode này cho những cái phần mềm 3D khác để giúp các anh chị render. Đi kèm đó là những cái phần mềm rất là hữu dụng, ví dụ như là Motion Builder, thì đây là một cái phần mềm giúp cho các anh chị có thể là biên tập các đoạn animation của mình. Midboss thì đây là cái phần mềm giống tương tự như là Xerox, giúp cho các anh chị có thể điêu khắc những cái mô hình của mình. Ngoài ra còn những cái phần mềm khác như là Recap Pro, thì đây là một cái phần mềm mà giúp cho các anh chị có thể mà ghi lại hoặc là tái tạo lại cái mô hình mà các anh chị chụp được từ Flycam hoặc là những cái máy chụp hình chuyên biệt để lấy được cái dữ liệu từ cái địa hình, sau đó chúng ta tái tạo cái địa hình đó thành một cái mesh 3D để chúng ta có thể sử dụng. Character Generator thì đây là một cái trang web của Autodesk, các anh chị có thể lên đó để mà tạo ra những cái nhân vật 3D, và khi mà các anh chị tạo xong các anh chị có thể download về sử dụng và nó cũng đã được gắn xương rồi, nên cái này các anh chị có thể sử dụng nó trong cái việc mà animation luôn. Và cuối cùng là cái phần mềm Sketchbook, thì đây là một cái phần mềm mà giúp cho các anh chị có thể phác thảo ra được những cái thiết kế của mình, thay vì trước đó các anh chị phác thảo bằng giấy thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm này để chúng ta có thể thiết kế trực tiếp trên máy tính bảng hoặc là điện thoại luôn ha. Ngoài ra thì
cái ưu điểm của cái bộ sản phẩm Melony là khi mà các anh chị chẳng hạn như các anh chị mua lẻ một cái phần mềm Maya và một cái phần mềm Juliet Max đi, thì giá khi mà các anh chị mua lẻ của hai cái phần mềm đó nó đã mắc hơn so với các chị mua một cái bộ sản phẩm Melony rồi. Và cái đặc biệt nữa là cái bộ sản phẩm Melony này khi mà các chị mua thì nó tặng cho các anh chị tới 15 cái node Bifrost để các anh chị có thể mà tăng tốc độ cho cái việc mà tạo kỹ xảo của mình ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào phần tìm hiểu về Bifrost của Maya. Thì trước giờ Maya nó có hai dạng Bifrost. Bifrost cũ nó là dạng Bifrost Blue, thì đây là một cái Bifrost mà giúp cho các anh chị có thể tạo ra những cái hiệu ứng dòng chảy nước hoặc là những cái tác động của vật thể lên nước hoặc là mô phỏng đại dương. Thì các chị có thể xem clip để có thể hình dung được cái công dụng của Bifrost Blue này ha. Còn hiện tại thì chúng ta có Bifrost Extension for Maya, thì đây là cái Bifrost mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay. Thì cái Bifrost này nó là một cái hướng tiếp cận mới cho cái việc tạo kỹ xảo. Thì nó dùng để mô phỏng các khí động học cũng như là tạo ra những cái hiệu ứng khói lửa cũng như là tạo ra những cái hệ thống hạt hoặc là sử dụng để tạo ra những cái vật liệu có cái điểm ví dụ như là vải hoặc là cát hoặc là tuyết. Các anh chị có thể xem clip để hình dung được nó ha. Ok, bây giờ mình sẽ nói rõ hơn về cái Bifrost Extension này ha. Thì đây là nó là một cái plugin dành cho Maya từ phiên bản 2018 đến phiên bản hiện tại. Thì nó là một cái hướng tiếp cận hoàn toàn mới. Nó hoạt động trên cái hệ thống là Node-based framework. Thì như các anh chị có thể thấy được á, như bà bên phải mình đây là một cái biểu đồ cơ bản của cái Bifrost Extension này ha. Thì nếu mà các anh chị đã từng sử dụng những cái phần mềm tạo kỹ xảo như là Houdini hoặc là những cái phần mềm mà biên tập như là Nuke, thì đây nó là một cái tiêu chuẩn công nghiệp để mà tạo ra những cái hiệu ứng kỹ xảo. Thì Maya hiện tại cũng đi theo cái hướng này. Nó là một cái biểu đồ như các chị thấy là gồm những cái node
dữ liệu của chúng ta sẽ được di chuyển từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, để chúng ta sẽ có những cái dữ liệu đầu vào đi qua những cái node, và những cái node này nó sẽ có tác dụng là nó biến đổi dữ liệu của chúng ta để phù hợp với mục đích, và cuối cùng nó sẽ xuất ra cái hình ảnh cuối cùng, cái dữ liệu cuối cùng để cho đúng với cái dữ liệu mà chúng ta mong muốn ha. Thì by for attention này nó giúp cho chúng ta tạo ra được những cái content 3D. Ví dụ như trước giờ chúng ta sử dụng những cái công cụ của Maya để tạo ra những cái mô hình 3D, hoặc là chúng ta nếu mà chúng ta muốn tạo ra những cái đoạn animation thì chúng ta phải dùng tới hệ thống là keyframe. Thì bây giờ Byford giúp cho chúng ta tạo ra những cái mô hình 3D hoặc là tạo ra những cái đoạn animation mà chúng ta không cần dùng đến những công cụ đó, mà chúng ta dùng những cái node này để chúng ta tạo ra cái việc đó. Nói cách khác là chúng ta có thể dùng code để mà chúng ta tạo ra được những cái đoạn animation hoặc là những cái model 3D. Thì cái ưu điểm của cái Byford này á, là khi mà chúng ta hoạt động trên cái builder này, chúng ta có thể rất là dễ dàng edit nó, hoặc và khi mà chúng ta xóa hoặc là chúng ta đảo ngược cái trình tự của những cái biểu đồ này, nó sẽ không làm cho cái cấu trúc của chúng ta bị phá hủy. Nếu như trước đây chúng ta sử dụng những cái hướng tiếp cận cũ là chúng ta làm việc dựa trên cái dạng mà các câu lệnh hoặc là những cái layer, thì khi mà chúng ta đảo ngược những cái layer hoặc là chúng ta thay đổi thứ tự của cái việc mà cái layer, thì có thể làm nó làm phá hủy cả cái project của chúng ta luôn. Thì cái Byford này nó sẽ giúp chúng ta là không bị phá hủy và dẫn đến tình trạng là nó ít bị crash hơn những cái hướng tiếp cận cũ ha. Và ngoài ra thì ngoài những cái công dụng như là cái clip vừa rồi mình chiếu á, thì nó còn có thể tạo ra được những cái dạng mà model 3D hoặc những animation mà chúng ta không cần dùng những cái công cụ cũ, hoặc là chúng ta có thể tạo ra một cái sự bố trí trên cái địa hình. Thì những cái phần này tí là mình sẽ trình bày cho anh chị xem ha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cách làm việc với Byford ha. Thì đây nó là một cái login. Đầu tiên là cái việc các anh chị là chúng ta phải kích hoạt cái nó lên. Thì chúng ta vào phần login manager của Maya và chúng ta search là Byford. Thì chúng ta kích hoạt nó bằng cách là bấm vào Load. Sau khi kích hoạt nó xong thì chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn mới trên cái hai menu là Byford Wrap Editor và Byford Browser ha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần Byford Browser. Khi các anh chị click vào á, thì các anh chị sẽ có được những cái preset có sẵn của Maya cung cấp cho các anh chị, để các anh chị có thể dựa vào nó mà chúng ta có thể bắt đầu việc nhanh hơn, hoặc là chúng ta có thể xem được những cái mà người ta tạo sẵn để chúng ta học hỏi theo, từ đó chúng ta có thể rút được những cái kinh nghiệm cho mình ha. Thì nó rất là nhiều preset có sẵn, ví dụ như từ lửa, khói hoặc là tuyết, cát này nọ. Bây giờ chúng ta thử trộn một cái reset và chúng ta import vào. Thì sau khi chúng ta bấm import vào thì ở cái scene này nó cũng tạo cho chúng ta một cái model sẵn và nó xuất hiện một cái Byford Wrap Editor bao gồm những cái node mình để tạo cho cái việc làm cho cái việc mà tạo khối lửa này nó thành được thực hiện. Cái Byford Wrap Editor này chúng ta có thể mở bằng nhiều cách ha. Ví dụ chúng ta có thể vào cái phần Windows và mở nó lên. Bây giờ mình sẽ chạy thử tạo ra các việc khối lửa này ha. Thì các anh chị nên lưu ý là khi mà chúng ta thực hiện cái việc mà mô phỏng này thì mình nên để chế độ là playback là play every frame ha, nên nó mới có thể thực hiện được. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho các anh chị xem. Như các anh chị có thể thấy là cái cục lửa chúng ta đã được từ từ tạo lên ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua đến từng cái ứng dụng của Byford cho từng cái lĩnh vực.
Đầu tiên là mình sẽ nói về cái việc mà Byford sẽ giúp cho chúng ta mô phỏng khí động học. Thì khí động học ở đây bao gồm những cái ứng dụng như là tạo ra những cái hiệu ứng là khói, lửa hoặc là sương mù. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các anh chị xem. Thì ví dụ ở đây là mình có một cái khói sphere để chúng ta là một làm cái vật khởi tạo đầu tiên. Thì để mà cho cái Byford nó hiểu được là cái khói sphere này nó tác động vào, thì chúng ta phải vào cái phần outliner, chúng ta đích chuột phải vào cái mesh của cái sphere này và chúng ta kéo vào cái biểu đồ Byford graph ha. Đây, khi mà chúng ta kéo nó vào thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái node, cái là cái node khởi tạo ban đầu. Bây giờ chúng ta có thể bấm tab để chúng ta có thể tìm cái những cái mà cái bộ node để giúp cho chúng ta thực hiện cái việc giả lập khói lửa ha. Thì khi mà chúng ta bấm tab rồi, chúng ta có thể search lên cái từ khóa là simulation, thì ở đây nó sẽ có những cái tùy chọn để các anh chị có thể chọn đúng cái rác của mình. Thì ở đây mình chọn một cái rác là aero basic aero rác, thì đây là cái node cơ bản để tạo ra được những cái hiệu ứng khói lửa cơ bản. Thì đây là nó đây là một cái rác mà xin lỗi đây là một cái node, mà cái node nó là một cái node lớn, và cái node lớn này như là nó sẽ chứa được những cái node nhỏ bên trong để giúp cho chúng ta thực hiện được cái quá trình mà tạo ra khói lửa. Thì chúng ta có thể nhấn chuột phải và bấm nút explore để nó sẽ sổ ra được chúng ta một cái hệ thống node. Và bây giờ mình sẽ gắn cái mesh của chúng ta vào cái node là sụt e này, để cho chúng ta biến cái mesh của chúng ta thành một cái nguồn tạo ra cái hiệu ứng khói lửa ha. Và bây giờ mình sẽ sau khi mình gắn cái nguồn vào là mình sẽ cho nó xuất ra cái đầu ra luôn, và mình thử chạy cho các anh chị xem. Thì bây giờ cái phần viewport này chúng ta đã thấy được là cái khói cầu sphere của chúng ta đã tạo ra được cái làn khói rồi. Thì hiện tại thì cái khói của chúng ta nó lên một cái luồng trông rất là nhìn chán, nó không có gì đặc sắc hết ha. Bây giờ mình sẽ tùy chỉnh một số cái thông số để làm cho nó đặc sắc hơn ha. Thì mỗi cái node nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số cái tùy chọn để chúng ta tùy chỉnh các thông số. Thì cái việc mà tạo ra những cái hiệu ứng khói lửa này là nó đòi hỏi chúng ta là phải thử đi thử lại rất là nhiều các thông số để tạo ra được một cái hiệu ứng mà chúng ta phù hợp với chúng ta nhất. Bởi vì vậy nó sẽ rất là tốn thời gian để các anh chị có thể mà tìm ra được cái thông số nào phù hợp với cái mục đích của mình ha. Thì ví dụ như đây là sẽ có những cái thông số như là detail size, là root detail size. Hai cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng mà kỹ xảo chất lượng cái làn khói của chúng ta. Thì cái thông số hai cái thông số này cái nào nó càng thấp thì những cái khói lửa chúng ta tạo ra nó sẽ càng chi tiết, và đánh đổi lược lại là chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian để chúng ta tạo ra được cái giả lập đó ha. Bây giờ chúng ta phải thử từng cái thông số để phù hợp với cấu hình của máy mình và phù hợp với cái thời gian mà chúng ta mong muốn. Fault density là một cái nó tạo ra cái việc là cái mật độ khói càng cao thì mật độ khói càng nhiều ha. Tốc độ khởi tạo là ban đầu thì giống như chúng càng cao thì cái việc mà tạo khói được lúc ban đầu nó càng nhanh. Mình có tạo được cái mình có tạo một cái node sẵn rồi, bây giờ mình sẽ xóa cái node cơ bản này đi và mình sẽ kết nối lại cái node mà mình tạo sẵn để có những cái thông số mà mình đã điều chỉnh rồi cho phù hợp với mục đích của mình ha. Ngoài ra thì ví dụ như là ở ngoài tự nhiên đó, thì khói được tạo ra, những cái làn khói nó di chuyển một cách rất là tự nhiên, nó không có theo một cái hướng cố định nào đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt chước cái việc tự nhiên đó bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra một cái node. Cái node này giống như là varyship property, có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho những cái thuộc tính của cái khói đó nó tự tạo ra một cách ngẫu nhiên. Thì ví dụ đây là mình có thể tìm cái node đó.
và mình điền cái thông số mà mình cần làm cho nó ngẫu nhiên. Sau đó chúng ta điều chỉnh giá trị của nó ha. Thì ở đây mình đã tạo ra những cái nốt sẵn rồi, ví dụ như là mật độ khói, nhiệt độ, cũng như là tốc độ khởi tạo và cái hướng khởi tạo của nó. Thì mỗi cái thông số này mình điều chỉnh cho nó đều là có cái sự ngẫu nhiên từ một cái giá trị đến một cái giá trị nào đó. Bây giờ mình sẽ nói cái nguồn với lại những cái nốt tạo thông số ngẫu nhiên để cho các anh chị xem kết quả nó khác như lúc đầu ha. Đây, các anh chị có thấy được sau khi mình đã tạo được những cái thông số ngẫu nhiên rồi thì cái làn khói mà chúng ta tạo ra trông nó thú vị và nó giống như tự nhiên hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tạo ra những cái lực tác động và cái việc mà mô phỏng của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có thể tạo ra được những tác động khác như là tác động làm cái cho cái khối của chúng ta chuyển động hỗn loạn hơn, hoặc là làm cho cái khối của chúng ta nó có một cái sự chuyển động xoáy nào đó, hoặc là có một cái lực tác động gió tác động lên cái việc mô phỏng gió, mô phỏng khối của chúng ta. Ví dụ đây là mình tạo cho nó một cái tác động và tác động xoáy để tạo ra cái làm cho khi mà khối nó được tạo ra nó chuyển động nó hỗn loạn hơn. Để nhìn nó thú vị hơn chứ không phải mà nó smooth như ban đầu ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tạo ra một cái vật thể để cho khi mà cái giả lập của chúng ta tác động vào cái vật thể đó thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng giống như vật lý. Ví dụ như là khi mà khói chúng ta được tạo được giả lập và nó bay lên thì nó đụng một cái vật thể, thì cái vật thể này nó sẽ cản khói không được bay lên nữa và nó sẽ tỏa ra xung quanh. Thì chúng ta có thể làm việc đó bằng cách chúng ta tạo, ví dụ đây mình tạo một cái torus ở trên cái khói của chúng ta, sau đó mình cũng import cái mesh vào để làm cho nó import cái mesh vào cái bài phóng ráp này, sau đó chúng ta liên kết nó với cái node là collider. Thì cái node collider này nó có tác dụng là cho làm cho Bifrost hiểu được những cái node mà liên kết với nó sẽ thành cái vật cản, cái vật tác động. Sau khi mình đã liên kết rồi thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các chị xem ha. Thì dưới tác động của cái node collider, bây giờ khi mà khói nó tỏa lên và nó khi mà nó va chạm với cái torus này thì nó sẽ không có được tỏa lên nữa mà nó sẽ lan tỏa xung quanh ha. Ngoài ra thì còn có những thông số khác để cho các anh chị có thể sử dụng để mà thay đổi cái việc mà tạo khói này. Ví dụ như ở cái phần mà server setting á, thì các anh chị có thể chọn cái style để mà tạo ra khói. Thì tùy vào cái style mà các anh chị chọn thì nó sẽ có thể tạo ra được những cái hình dạng khói khác nhau. Mà đây là cái mình khi mà mình có thể test là với những cái style mà mình chọn thì cái việc tạo khói ra nó sẽ có những cái hình dạng khác nhau. Thì các chị có thể xem để chọn cho mình cái việc mà cái khói nào phù hợp với mục đích mình nhất ha. Ở đây có dạng smooth, fluffy, PC và wispy ha. Thì hồi nãy cái đầu tiên là mình chọn cái Lippy, nhưng bây giờ mình sẽ chuyển thành cái dạng smooth. Thì ở cái dạng smooth này các anh chị có thể thấy được là
khi mà khói nó tạo ra nó ít bị hỗn loạn hơn và trông nó mượt mà, cái khói chúng ta sẽ mượt mà hơn với cái việc mà chúng ta chọn style cũ. Và khi mà chúng ta render ra chúng ta có thể kết quả tương tự như này ha. Các anh chị có thể xem lại. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái ứng dụng tiếp theo của Byforce là nó giúp cho chúng ta tạo ra một cái hệ thống hạt particle ha. Thì tương tự như cái ứng dụng trước thì chúng ta cũng có một cái khối sphere để chúng ta tạo là cái mesh ban đầu khởi tạo. Chúng ta có thể tìm đến là cái wrap là basic particle wrap và chúng ta có thể explode nó ra. Khi mà chúng ta explore ra thì nó sẽ có cái dạng cấu trúc giống như cái ví dụ vừa rồi mình làm, là nó sẽ có một cái node là cái node sụp particle, để là cái node này nó giúp cho chúng ta là biến cái mesh thành một cái nguồn nào đó để chúng ta bắt đầu giả lập. Cái node thứ hai là cái node collider, thì cái node này nó giúp chúng ta là làm cho Byforce hiểu được những cái node nào mà liên kết với nó sẽ thành cái vật cản, cái vật tiếp xúc. Và cái node thứ ba là cái node rất là quan trọng, là cái node là solver setting, thì thường tất cả giả lập nào cũng cần phải có cái node này để giúp cho chúng ta có thể tùy chọn được những cái thông số của cái giả lập đó. Và cái node sau khi là chúng ta đã tùy chỉnh được những cái thông số của những cái node này rồi thì chúng ta sẽ qua được cái node của bạn simulate, thì cái node này nó sẽ không có thông số để chỉnh, nhưng mà nó là cái giống như là cái bộ não để nó sử dụng, nó lấy những cái thông số dữ liệu và để nó xử lý, và để cuối cùng để nó in, nó tạo ra một cái luồng dữ liệu để nó xuất ra cho chúng ta ha. Thì bây giờ mình sẽ kết nối cái smet này vào cái sụp particle để biến cho nó biến cái shape của chúng ta thành cái nguồn. Thì sau khi chúng ta kết nối thì các chị có thể thấy được là cái khối cầu của chúng ta nó đã bắt đầu sinh ra được những cái particle hình tròn, hình khói này ha. Thì với những cái nguồn, cái node nguồn khác nhau thì nó sẽ có những cái thông số khác nhau để các anh chị chỉnh. Ví dụ ở đây thì ở cái nguồn tạo ra những cái hạt thì nó sẽ có những cái thông số, ví dụ như ray là để tạo ra được là chúng ta muốn bao nhiêu hạt. Ví dụ mình tăng lên, nãy là 100, bây giờ mình tăng lên 1000, thì khi mà mình tăng lên thì các anh chị thấy là số lượng hạt được tạo ra nó được tăng lên rất là nhiều ha. Và ví dụ đây mình sẽ bấm, mình tiếp vào cái nút Live Forever thì những cái hạt của chúng ta được tạo ra và nó sẽ còn sống mãi luôn, nó sẽ không có bị mất đi. Hoặc là chúng ta có thể tùy chỉnh các phần solver setting bằng cách là nó có những cái thông số, những cái tùy chọn để cho cái hình dạng của hạt của chúng ta. Ví dụ như mình lúc đầu là cái hình khói, bây giờ mình sẽ cho nó là cái hình tròn, hình hình dạng dĩa ha. Và cái thú vị nữa là nó chúng ta có thể tắt cái chế độ trọng lực của nó đi, và khi tắt rồi thì cái hạt của chúng ta nó sẽ không có rơi xuống nữa mà nó sẽ tỏa ra xung quanh ha. Bây giờ cái hạt của chúng ta hiện tại là nó không có màu sắc gì hết, bây giờ mình muốn là mình gắn màu cho cái hạt này để nhìn cho nó thú vị hơn, thì chúng ta có thể tạo ra bằng cách là chúng ở cái phần mà particle chúng ta có thể tạo một cái node, là cái node là lấy cái thông số của cái nguồn ra. Thì ở đây mình tạo một cái node xong đó mình lấy cái thông số là color, mình lấy cái thông số color ra và mình set cái giá trị cho nó. Thì cái màu sắc thì thường thường nó sẽ có cái dạng là red, green, blue, là một cái giá trị gồm 3 thông số. Thì hiện tại ở đây nó chỉ là cái thông số, chỉ là thông số giá trị đơn thôi. Bây giờ mình cần phải chuyển cái giá trị này thành cái giá trị mà có thể điền vào 3 thông số được. Thì chúng ta có thể chọn bằng cách là chúng ta click chuột phải vào cái value này và chúng ta chuyển cái giá trị của nó thành giá trị là plot, matplotlib tree. Thì cái matplotlib tree này nó sẽ gồm 3 thông số và chúng ta có thể điền điền vào. Thì hiện tại là giống như màu đen là có giá trị là 0, 0, 0. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cần thay đổi giá trị thôi thì nó sẽ cho mình cái màu khác nhau ha.
Bây giờ mình muốn nó đặc sắc hơn bằng cách là nó sẽ cái hạt này nó sẽ không có một cái màu đơn như vậy, và mình muốn là những cái hạt này sẽ có một cái màu ngẫu nhiên trên cái dãy màu mà chúng ta chọn. Thì mình có thể làm bằng cách là chúng ta tạo ra một cái sụt, một cái nốt là varisoot property. Thì cái nốt này như hồi nãy mình cái ví dụ đầu mình nói là nó có thể tạo ra được cái thông số ngẫu nhiên. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra cái thuộc tính màu, mình sẽ lấy cái màu thuộc tính là màu và mình tạo ra một cái giá trị ngẫu nhiên. Và mình cũng cũng cần phải chuyển đổi cái giá trị đơn thành cái giá trị mà có ba thông số để chúng ta sử dụng. Thì đây, bây sau khi mà mình đã chuyển đổi cái dữ liệu rồi thì mình sẽ cho nó chạy random từ màu 000 cho đến màu 111. Thì như các anh chị thấy là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái dãy màu. Bây giờ mình sẽ thêm một số cái tác động vào cái quá trình mô phỏng của chúng ta để cho cái hạt này nó di chuyển một cách ngẫu nhiên hoặc là hỗn loạn trong nó đặc sắc hơn chứ không có nhìn chán như bây giờ ha. Thì chúng ta có thể tạo ra một cái nốt là turbulent influence. Thì cái nốt này giúp cho cái việc mà những cái hạt chúng ta tạo ra nó sẽ chuyển động hỗn loạn hơn. Đây, như các anh chị thấy là cái việc mình có thể tăng cái thông số của các của cái nốt là turbulent lên để cho cái làm cho cái việc chuyển động hỗn loạn nó xảy ra nhanh hơn và thú vị hơn ha. Sau khi render ra thì chúng ta sẽ có một kết quả giống như vậy. Vậy để xem lại một tí. Ok, mình đi đến cái ứng dụng tiếp theo là Firefox có thể giúp chúng ta được tạo ra được một cái phương pháp điểm vật liệu MBM. Thì đây là một cái ứng dụng mà giúp cho chúng ta tạo ra được những cái chất liệu giống như là vải hoặc là tạo ra những cái hiệu ứng như là tuyết hoặc là cát. Ví dụ như chúng ta có một cái tấm len này chúng ta sẽ biến nó thành vải và nó sẽ tác động với cái khối cầu sphere này. Thì mình sẽ cũng cũng để nó vào cái wrap này, sau đó chúng ta kết nối nó với cái node mesh MBM Glow ha, để biến cái mesh của ta thành cái dạng vải. Sau đó chúng ta gắn vào cái giả lập, cái node giả lập Simulate MBM và cái node tùy chỉnh Solver Setting. Node này là luôn luôn có trong mọi cái giả lập nha mọi người. Và cuối cùng là xuất nó ra. Đây, các anh chị bắt đầu chạy giả lập, các anh chị có thể xem ha. Thì bây giờ mình chạy tại giả lập nó sẽ không có tác cái tấm vải của nó sẽ không tác động được có khối sphere này, tại vì chúng ta chưa cho biết, chưa cho cái bài pháp biết được à cái khối sphere này là cái vật tác động. Bởi vì vậy chúng ta phải import nó vào cái wrap này. Chúng ta phải tạo ra một cái node là collider. Chúng ta gắn vào cái giả lập của chúng ta. Sau đó chúng ta gắn cái node mesh và cầu này vào cái node collider. Thì sau khi gắn xong chúng ta chạy lại một lần nữa thì các chị có thể thấy được là cái tấm vải của chúng ta nó đã tác động lên cái quả cầu ha. Và nó di chuyển rất là mượt mà giống như vải thật. Chúng ta có thể chỉnh lại lưới của cái tấm len của chúng ta để chúng ta tăng cái độ mịn màng của vải chúng ta lên ha. Thì khi mà tăng cái độ phân giải của tấm vải lên rồi, chúng ta chạy giả lập lại thì các anh chị có thấy được là nó tác động vào cái khối cầu trong nó thực tế và nó mịn màng hơn. Đánh đổi lại là cái tốc độ giả lập của nó đã được tăng lên rất là nhiều. Ok, một cái ví dụ tiếp theo là ví dụ mình có một cái tấm vải và ở đây mình sẽ có một cái thanh sắt mình giữ cái tấm vải nó lại. Thì để cho cái bài phát hiểu được
À, hai cái thanh này là cái thanh mà có thể giữ tấm vải lại được á, thì chúng ta phải nối nó qua một cái nót là constraint NPM. Thì sau chúng ta import hai cái thanh này vào cái bypass wrap và chúng ta gắn nó vào cái nót là constraint NPM ha. Sau đó chúng ta có thể sử dụng những cái lực tác động vào tấm vải để cho tấm vải nó giống thật hơn. Bình thường nếu mà chúng ta không có lực tác động nào hết thì tấm vải của chúng ta giống như một cái tấm len gì đó, nó cứng đờ. Thì chúng ta cần phải làm cho nó giống thật hơn bằng cách là chúng ta tạo cho nó có sự tác động của gió và những cái lực làm cho nó tấm vải của chúng ta nó lồi lõm khác nhau, chứ nó không có thẳng đứng như vậy. Thì ở đây ví dụ mình sẽ tạo ra một cái lực kéo, mình tạo ra một cái lực kéo, một cái lực chuyển động hỗn loạn và một cái lực là gió. Thì ba cái tác động này nó mình sẽ gắn vào cái tấm vải này để khi mà bấm play á, mình chạy giả lập cho các chị xem. Thì cái tấm vải của chúng ta nó sẽ không có cứng đờ mà nó sẽ chuyển động mịn màng như vậy. Và dưới tác động của gió thì tấm vải của chúng ta nó sẽ bay phấp phới như vậy, nhưng mà nó vẫn hiểu được là hai cái thanh sắt trên nó giữ lại. Bây giờ mình sẽ thử làm cho hai cái thanh sắt này nó xoay trái chiều nhau để mình muốn là nó xé toạc cái tấm vải này ra. Thì ví dụ đây là mình ở cái frame từ frame 60 tới frame 120, mình sẽ cho hai cái thanh sắt này nó quay ngược chiều nhau. Thì để kích hoạt được cái hiệu ứng xoé toạc nó ra thì mình chúng ta vào phần cái nốt là Max Ambient Glow này, chúng ta kéo xuống phần tearing, chúng ta enable nó lên. Và đây có cái thông số tearing ha, cái thông số này càng cao thì là cái tấm vải của chúng ta nó sẽ càng khó bị xé ra, và càng thấp thì nó sẽ dễ bị xé. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại cho các anh chị xem. Tấm vải của chúng ta ở trạng thái bình thường dưới tác động của những cái lực. Sau đó các hai cái thanh sắt này nó sẽ xoay ngược chiều nhau. Thì đến cái lực nhất định thì cái tấm vải của chúng ta sẽ bị xoáy xé toạc ra ha. Và khi nó bị xé toạc ra, nó khi mà nó rũ xuống nó vẫn tác động với cái thanh sắt ở dưới, làm cho tấm vải của chúng ta rất là thật ha. Chị có thể xem lại. Tấm vải chúng ta nó sẽ bị xoắn đầu tiên. Sau đó tới một cái giới hạn thì nó sẽ bị xoé ra. À, mình có làm thử một cái hệ thống dùng cái hệ thống MBM này để tạo ra cái hiệu ứng là mình trong một cái nhân vật đang di chuyển và mình biến nó thành một cái dạng mà người cát ha. Các anh chị có thể xem cái ví dụ này. Tiếp theo là mình sẽ đi đến ứng dụng tạo ra một cái model mà chúng ta không cần phải sử dụng những cái công cụ có sẵn của Maya trước đó, mà chúng ta sử dụng cái hệ thống node này luôn. Ví dụ chúng ta có một cái khối hình chữ nhật như vậy, và chúng ta muốn làm một cái cho nó biến thành một cái dạng mà cái hòn đá mà có hình dạng bất kỳ ha. Ví dụ như cái kết quả mong muốn chúng ta giống như vậy, có một cái từ một cái khối hình chữ nhật và biến thành một cái hòn đá có cái hình dạng bất kỳ mà không phải dùng những cái công cụ mà công cụ mà dựng hình để tác động vào nó. Thì để làm được, chúng ta
cũng import cái mesh là cái khối hình chữ nhật ban đầu vào cái Bayport Graph này. Sau đó chúng ta liên kết nó cái nó là mesh to volume để biến cái mesh của chúng ta hình thành cái dạng volume. Sau đó chúng ta kết nối nó với cái node là Voxel Fill này để cái volume của chúng ta có thể sử dụng được những cái thuộc tính của cái trường cái fill. Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng cái thuộc tính là Rectal Noise Fill. Sau đó chúng ta sẽ nói với nó cái nó là subtract. Thì cái nó subtract này nó như một cái nó trừ, ví dụ như là chúng ta có một cái khối hình chữ nhật, xong rồi chúng ta có một cái rectal noise tạo cái giống như là một cái hỗn loạn, tạo ra một cái hạt nhiễu xung quanh cái khối của chúng ta. Sau đó chúng ta lấy cái khối hình chữ nhật, chúng ta trừ đi cái nhiễu đó, cái khối hình chữ nhật trừ đi cái độ nhiễu đó thì nó sẽ cho chúng ta được là cái hình khối đá với cái độ nhọn hoặc là cái hình thù nó khác nhau. Sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ chuyển nó về cái dạng mà fill to volume lại, và từ volume chúng ta chuyển nó thành mesh để cho chúng ta render nó. Và thường thường chúng ta phải thường qua một cái nó là update mesh normal để cho cái mesh của chúng ta nó không bị lỗi ha. Thôi chúng ta xuất ra output. Chúng ta có thể tùy chỉnh những cái thông số ở cái phần rectal noise fill để tạo ra được những cái hình dạng đá khác nhau. Các anh chị có thể xem ở những cái node thường nó các anh chị sẽ có một cái tab là info, thì cái tab info này các anh chị có thể xem được những cái thông tin, những cái thông số mà bên cái phần parameter nó cung cấp cho các anh chị có đọc để hiểu đây. Thì mình sẽ có rất là nhiều thông số để các anh chị có thể tùy chỉnh ha. Thì mỗi thông số nó sẽ có cái công dụng khác nhau, thì các anh chị cần phải kiểu mà mình phải dọc á, mình dọc từng cái thông số để mình hiểu nó hoạt động như thế nào. Thì khi mà mình tùy chỉnh những cái thông số đó rồi thì mình có thể sử dụng cái thuộc tính là stick này để chúng ta có thể mà dựa trên những cái phần mà chúng ta tùy chỉnh ở trên, nó sẽ tạo ra một cái dữ liệu ngẫu nhiên để biến cái khối đá của chúng ta thành những hình dạng khác nhau. Thì như các anh chị có thể thấy là từ một cái khối hình chữ nhật ban đầu mà chúng ta có thể tạo ra được những cái khối đá ngẫu nhiên một cách nhanh chóng mà chúng ta không cần phải dùng đến những cái công cụ mà dựng hình cũ ha. Tiếp theo là mình sẽ đi nói về cái ứng dụng mà tạo ra được một cái animation mà chúng ta không cần phải sử dụng cái hệ thống keyframe. Thì ví dụ như là trước đó giờ chúng ta muốn làm cái một quả cầu di chuyển từ vị trí A đến vị trí B thì chúng ta phải làm hai cái keyframe từ trên cái timeline của chúng ta. Bây giờ chúng ta không cần phải làm điều đó nữa. Chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống graph này. Ý tưởng của chúng ta là chúng ta sẽ lấy cái vị trí ban đầu của chúng ta sẽ lấy cái vị trí hiện tại ứng với mọi frame của quả cầu, sau đó chúng ta thêm vào một cái giá trị tương ứng với mọi frame. Và sau khi chúng ta cộng cái giá trị đó vào thì chúng ta sẽ gán cho cái quả cầu này một cái giá trị mới, thì quả cầu chúng ta mọi frame nó sẽ được cộng và nó sẽ có một cái giá trị mới được gán vào, sẽ di chuyển từ từ lên. Thì chúng ta sẽ kết nối quả cầu vào cái nó là guessBone, lấy cái vị trí, sau đó chúng ta cộng cái thông số vào và chúng ta thiết lập cái thông số mới cho nó, sau đó chúng ta xuất ra. Thì mục tiêu của chúng ta là làm sao mà chúng ta biết được là ứng với mỗi frame thì nó sẽ được cộng bao nhiêu giá trị để nó di chuyển. Thì chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách là mình làm một cái node để để chúng ta có thể tạo ra một cái giá trị để đứng với mọi frame thì nó sẽ cộng vào ngẫu nhiên, sẽ được cộng vào chứ không phải ngẫu nhiên nha, mình cộng vào. Thì giống như chúng ta tạo được keyframe thì chúng ta sẽ cần những cái biết được những giá trị, ví dụ như là
mình muốn là nó di chuyển trong bao lâu, là start frame và end frame. Ví dụ đây mình muốn di chuyển từ frame số 1 tới frame số 10 thì mình sẽ cần hai thông số này. Thứ hai là mình muốn nó di chuyển là bao nhiêu, giá trị của chúng ta là di chuyển được bao nhiêu. Ví dụ như chúng ta di chuyển đây là trong từ frame 1 tới frame 10 chúng ta cho nó di chuyển là 10 đơn vị thôi. Và cuối cùng là cái thông số là F crush. Crush này giống như là cái thông số này nó giống như là thay vì lúc trước các anh chị vào cái phần draft editor để các anh chị có thể điều chỉnh cái hình dạng cột để mà cho cái quả cầu của chúng ta di chuyển nhanh hay chậm hay là di chuyển theo đường thẳng, thì cái biểu đồ cái thông số F này nó giúp cho chúng ta là điều chỉnh cái điểm đó. Cái này các anh chị có thể hiểu là chúng ta đang đi tìm cái quãng đường ứng với mỗi frame mà quả cầu di chuyển, thì công thức quãng đường sẽ là vận tốc nhân thời gian. Vận tốc là hiện tại là mình có sẵn là 10 rồi, và mình sẽ tìm cái thời gian ứng với mỗi frame này là quả cầu đi được bao nhiêu. Thì mình tìm thời gian bằng cách là mình lấy cái số frame hiện tại, mình trừ đi cái số frame ban đầu, sau đó chúng ta chia cho tổng thời gian thật sự, tổng tổng số frame thật sự mà quả cầu có thể đi được. Đây cái fcode này các anh chị phải xem là nó sẽ có những cái reset thì có tùy chỉnh để làm cho quả cầu chúng ta di chuyển theo cái dạng linear hoặc di chuyển theo cái dạng mà easy in easy out ha. Nó subtract là nó trừ, cái nó divide là cái nó chia. Cái dữ liệu của chúng ta cần phải đi qua một cái node là Eluvia này để nó có thể tạo ra được cái dạng biểu đồ để chúng ta có thể sử dụng để điều chỉnh cái đường đi của cái quả cầu. Và cuối cùng là cái node nhân. Cái node nhân này là chúng ta sẽ thực hiện giống như là quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Vận tốc là 10, thời gian là chúng ta vừa tính được ở đây. Thì cái node này giống như một cái node tính toán của chúng ta thôi. Thì sau khi mà chúng ta đã sử dụng được, đã tính toán được làm ứng với mỗi frame thì quả cầu đi được bao nhiêu, thì chúng ta sẽ xuất cái dữ liệu đó ra. Và cái dữ liệu mà chúng ta tính nãy giờ nó là dữ liệu đơn. Và cái nhưng mà cái ở cái quả cầu của chúng ta trong cái không gian 3D này nó sẽ có ba cái thông số là x, y, z, nên chúng ta cần phải chuyển đổi cái dữ liệu đơn thành cái dữ liệu là có ba cái giá trị. Thì chúng ta phải qua một cái node scalar to vector tree. Thì sau khi chúng ta chuyển đổi cái dữ liệu đơn thành cái dữ liệu ba này rồi, dữ liệu có ba giá trị rồi, thì chúng ta sẽ add vào cái vị trí hiện tại của quả cầu để sau đó chúng ta thiết lập cái vị trí mới của nó. Thì sau khi mà mỗi frame nó chạy thì nó sẽ thực hiện cái việc tính toán này, và khi mà nó tính toán thì nó sẽ cập nhật cái vị trí mới và quả cầu chúng ta sẽ di chuyển lần lượt lên. Ví dụ đây mình điều chỉnh cái cột của chúng ta, ví dụ mình làm cho nó thú vị hơn một tí. Thì sau khi mình đã điều chỉnh cái cột của chúng ta rồi thì quả cầu chúng ta nó đã di chuyển theo đúng cái ý đồ của ban đầu, theo đúng cái ý đồ của mình ha, làm cho nó thú vị hơn. Và cái ứng dụng cuối cùng nữa là nó giúp cho chúng ta, bài phó giúp cho chúng ta tạo ra được cái việc mà phân bố vị trí trên một cái địa hình nhất định ha. Ví dụ như là mình có một cái khu vực bản đồ và mình muốn bố trí cây cỏ hoặc là đá này nọ đồ trên cái địa hình đó, nhưng mà nếu mà trước đây chúng ta phải thực hiện cái việc đó bằng tay thì bây giờ mình có thể sử dụng ứng dụng của bài phó để chúng ta làm cái việc đó một cách tự động và nhanh hơn ha. Ví dụ ở đây mình có một cái tấm len này và nó giống như là một cái mảnh đất này đi. Sau đó mình cũng import cái mesh của cái tấm len này vào cái bài phát graph.
Bây giờ mình sẽ cho nó qua một cái kết nối với nó một cái node là scatter. Thì cái node scatter này có nhiệm vụ là chúng ta nó sẽ tạo ra được những cái điểm ngẫu nhiên trên cái mesh của chúng ta. Để dựa trên cái hệ thống điểm ngẫu nhiên đó mà chúng ta bố trí những cái vật thể trên cái điểm đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sẽ sử dụng một cái node là set instance geometry. Thì cái node này giúp cho chúng ta là bố trí những cái vật thể chúng ta cần dựa trên cái hệ thống điểm mà chúng ta vừa tạo ra ở cái node scatter này. Bây giờ mình sẽ tạo ra một mesh khối cầu để mình bố trí lên cái tấm len này ha. Đây, như các anh chị có thể thấy được là mình cái quả cầu chúng ta được bố trí trên cái tấm len rồi. Nhưng hiện tại là cái quả cầu này kích thước nó lớn quá. Bây giờ mình sẽ chỉnh kích thước quả cầu nó lại cho nó nhỏ một tí. Đây, các anh chị thấy được là nó sẽ được bố trí ngẫu nhiên trên cái tấm len mình ha. Giờ mình có thể điều chỉnh những cái thông số để cho cái việc bố trí này nó diễn ra như thế nào, tăng hoặc là giảm cái hệ thống bon này lên, thì nó cái những cái quả cầu chúng ta sẽ được bố trí dựa trên cái hệ thống mà bon chúng ta tăng giảm. Bây giờ ví dụ như là chúng ta cái mảnh đất này chúng ta muốn là những cái quả cầu này nó được bố trí ở những cái vị trí cố định thôi, còn những cái vị trí mà chúng ta không muốn nó được bố trí lên thì nó sẽ không xuất hiện. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta có thể chọn cái tấm len này, chúng ta mình bend quay nó. Thì ví dụ như là những cái điểm mà mình không muốn cái những cái khối cầu này được phân bố lên thì mình sẽ tô màu đen. Còn những cái điểm nào mà mình muốn quả cầu được phân bố lên thì mình sẽ tô màu trắng ha. Ok, bây giờ sau khi mình đã bend quay rồi thì chúng ta có thể mình vào cái mesh display này để chúng ta coi cái thông số mà chúng ta vừa vừa bend quay. Thì ở đây khi mà chúng ta bend quay nó sẽ có một cái thông số là color set ha. Thì chúng ta có thể điều chỉnh cái tên này cho nó dễ nhớ để chúng ta có thể sử dụng lấy cái thông số này để chúng ta sử dụng về sau. Thì ví dụ đây mình đổi tên nó thành cái tên là test đi, để mình dễ nhớ ha. Z01. Xong mình update nó lại. Bây giờ mình sẽ lấy cái thông số mà giờ mình vừa bend quay ra để mình sử dụng. Thì mình sẽ lấy thông số đó bằng cách mình sử dụng cái node là Get Geometry Property. Cái node này có tác dụng là mình lấy được thông số của cái mesh này ra. Thì mình lấy thông số là Z01. Cái thông số mình bend quay này. Và cái thông số bend quay này nó sẽ có là một cái giá trị gồm 4 thông số là red, green, blue, alpha. Nên mình phải chuyển đổi cái dữ liệu mà mình cần nhập vào là cái dạng mà gồm 4 thông số. Sau khi chúng ta lấy được cái thông số đó ra rồi, chúng ta cần phải chuyển nó từ cái dạng mà dữ liệu 4 thông số thành dữ liệu 1 thông số, tại vì cái node scatter này mình nó chỉ hiểu là cái dữ liệu một thông số thôi. Bây giờ mình phải cần phải chuyển cái dữ liệu bốn thông số thành dữ liệu một thông số bằng cái node là vector for to scalar ha. Ok, sau khi mình đã chuyển dữ liệu rồi và mình để vào cái node scatter để cho nó hiểu là cái khu vực đen này nó sẽ không được phân bố và cái khu vực trắng nó chỉ được phân bố trên cái khu vực trắng thôi. Ví dụ vậy mình tiếp tục bend quay màu đen thì những cái khu vực nào mình bend quay màu đen thì những cái quả cầu chúng ta sẽ được không nó sẽ không có được phân bố vào cái khu vực đó ha.
Một cái ví dụ khác là ví dụ mình có một cái mảnh đất như vậy đi, bây giờ mình muốn là chỉ có những cái hòn đá này mình được phân bố chính giữa và những cái bụi cỏ được sẽ có mọc xung quanh nó, và những cái bụi cỏ này nó sẽ không mọc vào cái khu vực hòn đá và cái hòn đá này cũng không mọc vào cái vị trí của cái cỏ này luôn, thì mình sẽ làm tương tự như cái ví dụ trước là mình sẽ bên quay hai lần. Lần đầu tiên là mình sẽ bên quay là khu vực đá này là màu đen, còn khu vực đá này màu trắng, còn khu xung quanh sẽ màu đen, và ngược lại khu vực đá này màu đen và xung quanh sẽ là màu trắng. Hai dạng bên quay mình đi là bách 1, bách 2 ha. Thì sau khi bên quay xong rồi chúng ta cũng sẽ làm tương tự như cái bước mình vừa giới thiệu để cho nó hiểu được. Ví dụ như cái hòn đá cỏ thì chúng ta sẽ dùng bách 1 này để cho nó hiểu được là nó sẽ không có phân bố ngoài cái khu vực màu, không có phân bố ngoài khu vực màu đen mà chỉ phân bố màu trắng thôi. Và chúng ta có thể là điều chỉnh những, chúng ta có thể sử dụng những cái node giống như là random. Ví dụ ở đây là mình dùng random point rotation và random point scale để cho chúng ta, những cái hòn đá của chúng ta tuy nó chỉ là một cục đá thôi nhưng mà sau khi chúng ta là làm cho nó to nhỏ khác nhau hoặc là có nó xoay theo những cái hướng khác nhau thì nhìn nó thật hơn hoặc là nhìn nó thú vị hơn chứ không phải là nó giống nhau hết ha. Tương tự như cỏ cũng vậy. Thì cỏ này như các chị thấy là nó sẽ không có mặt trong mọc vào cái phần màu đen mà chúng ta đang quay, mà chúng ta chỉ nó chỉ mọc cái phần màu trắng thôi. Và chúng ta cũng có thể sử dụng những cái thông số random để chúng ta có thể làm cho nó phân bố random cái mesh của chúng ta ha. Random lớn nhỏ hoặc là random cái vị trí xoay của cái mesh. Ok, mình đã trình bày xong các ứng dụng của Byforce cho các anh chị xem. Thì đây chỉ là một cái webinar để mà giới thiệu cho các anh chị có một cái nhìn khái quát về những cái ứng dụng mà Byforce có thể làm được ha. Còn nếu mà các anh chị thích việc cách làm những cái chuyên đề nào mà chuyên sâu về từng cái ứng dụng của Byforce thì các chị có thể mà comment một cái phần phiếu khảo sát để việc cách có thể biết và có thể làm những cái buổi webinar phù hợp với cái mục đích của anh chị sao ha. Bây giờ tới phần câu hỏi, thì nếu mà các chị có câu hỏi nào các chị có thể đặt câu hỏi cho mình ha, mình sẽ cố gắng trả lời. Còn những câu hỏi nào mà mình chưa trả lời được thì mình sẽ trả lời qua mail cho các anh chị nha. Mình trong lúc đợi các anh chị trả lời thì mình sẽ trả lời một số các mình sẽ trình bày trả lời một số các câu hỏi mà các anh chị đã đặt ra trước ha. Ví dụ như là đầu tiên là Byforce hiện tại á, là nó chỉ được render bởi phần mềm Anode thôi, nó sẽ không render được những cái phần mềm khác ví dụ như V-Ray. Nếu mà các anh chị muốn render bằng V-Ray, các anh chị lúc mà tạo giả lập các anh chị có thể xuất ra cái định dạng là Alembic hoặc là OpenVDB để cho các anh chị có thể mà sử dụng ở những cái phần mềm render khác ha. Mình xin trả lời những cái câu hỏi các anh chị đang đặt ra là Byforce có thể generator run được không? Thì như hồi nãy mình trình bày đó là nó có thể tạo ra được đó nha các nha bạn Thắng. Tại giống như cái việc mà tạo ra cái việc mà hồi nãy mình tạo ra một cái hòn đá dựa trên một cái khối á, thì mình có thể sử dụng cái phương pháp đó để mình tạo ra một cái terrain nha. Câu hỏi của bạn Hùng là Maya 2018 muốn dùng Byforce mới nhất có thể update được không? Hay phải đi kèm với Maya bản mới nhất?
À thì Maya 2018 vẫn có thể sử dụng Byforce mới nhất luôn nha bạn. Bạn có thể lên cái trang chủ của Autodesk để các bạn download cái phiên bản Byforce mới nhất về. Nó không có cần phải là đi, tại vì nó là một cái plugin bên ngoài của Maya nên nó không cần phải đi cùng phiên bản với Maya. Chỉ cần các bạn có phiên bản hay Maya 2018 thì các bạn có thể lên để download những cái phiên bản mới nhất về. Câu hỏi của bạn Thắng là có chi tiết được như hai field hay word machine của Houdini không host, thì hiện tại Byforce thì mình chưa có nghe là nó có thể sử dụng được cái word machine của Houdini nha. Tại vì Byforce hiện tại thì nó chỉ là giống như là nó đang được làm học theo của Houdini để nó làm trên Maya thôi, nên sẽ có những cái chức năng nó chưa được triển khai, là hy vọng là những cái phiên bản về sau nó có thể sử dụng được ha. À, một câu hỏi của bạn Thắng là cho mình hỏi Byforce ngoài tạo hiệu ứng model có thể tạo ra texture hay không và ứng dụng được trong 3D hay không? Câu hỏi này thì mình không có rõ đâu, cũng không có chắc chắn với bạn được là nó có tạo được texture hay không. Nhưng mà mình trước giờ mình làm texture thì các bạn có thể tạo texture bằng Anode, tại vì Anode nó sẽ có nó sẽ có những cái node để mà chúng ta có thể tạo ra được những cái texture rất là đặc biệt. Còn cái Byforce bản đồ này thì mình chưa có nghe là nó có thể tạo được texture để sử dụng ha. Một bạn nếu dùng Maya Rack thì có add thêm Byforce được hay không? Bên mình cũng chưa có sử dụng bản Rack nên mình không có biết được là mình nó có tải được thêm cái Byforce này không, nhưng mà các bạn có thể sử dụng các bản mà Education Maya nha, tại vì các bản Education nó vẫn có Byforce cho các anh chị sử dụng, nên các anh chị không cần phải sử dụng cái bản Rack để mà các anh chị tìm hiểu về Byforce đâu, các anh chị có thể sử dụng cái bản Education ha. Giờ hiện tại thì có một bạn hỏi là so sánh giữa Byforce với những cái phần mềm như là Houdini này nọ đồ, thì mình xin trả lời luôn là Byforce hiện tại nếu mà mình so sánh đó, thì cái việc tạo ra cái kỹ xảo nó không có tốt 100% như Houdini đâu, tại vì ví dụ như là mình tạo ra một cái hiệu ứng giống như khói đi, thì cái việc tạo ra cái việc mà simulate đó, nó tốn rất là nhiều thời gian, và nó cái một cái dở của Byforce nữa là nó chiếm rất là nhiều dung lượng khi mà chúng ta tạo ra cái file kết. Ví dụ như chúng ta tạo ra ví dụ như mình tạo ra một cái hiệu ứng người cá hồi nãy mình di chuyển đi, thì mình tạo ra một cái file kết để mình lưu cái giả lập đó lại, thì có khi là mình nếu mà mình chỉnh không tốt á, mình điều chỉnh cái thông số không tốt, thì nó có thể là cái file kết nó có thể lên tới là 100 GB lận, và nó tốn gần 1 tới 2 3 ngày để mà chúng ta chạy được cái giả lập đó. Thì đó là một cái dở của Byforce, đó là nó chưa tối ưu được cái việc mà ghi cái file cát ra, nó tốn quá nhiều dung lượng để sử dụng. Bạn Hùng đợi mình một tí để mình check nha. À, bạn Hùng mà vui lòng để lại mail nha, để tí mình check cái link rồi mình gửi cho bạn nha. Có thể là trên cái trang web này nó không có hiện đầy đủ được cái phiên bản 2018 rồi. À, bạn Thắng hỏi là có thể so sánh Byforce với Geomachinox của Bender. Sorry bạn, mình chưa có sử dụng Blender nên mình cũng không có thể so sánh được cho bạn nha. Nhưng mà
Mình có sử dụng Houdini thì mình có chỉ có thể so sánh được với Houdini thôi. Thì so với Houdini thì Firefox cái hệ thống Firefox Wrap của nó tương tự với Houdini thôi, nhưng mà nó chưa tối ưu được. Ok, nếu các bạn mà không có câu hỏi nào nữa thì mình xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây nha. Các bạn có thể nếu các bạn có thắc mắc nào nữa thì các bạn có thể gửi mail về cho Vietcat ha, thì mình sẽ trả lời sau cho các bạn qua mail nha. Cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn anh chị đã dành thời gian đặt câu hỏi cho diễn giả, và vì thời lượng chương trình có hạn nên em xin phép ngưng phần Q&A tại đây. Và nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc nào phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm thì mình có thể liên hệ với đội ngũ Vietcat thông qua hotline, fanpage, thông qua website vietcat.com hoặc là địa chỉ email info@vietcat.com để có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất ạ. Và trong mỗi webinar thì Vietcat luôn mong muốn mang đến cho anh chị những nội dung thiết thực và đáp ứng được nhu cầu thực tế của anh chị. Vì vậy là Vietcat rất mong nhận được những thông tin phản hồi cũng như là những ý kiến đóng góp của anh chị đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay ạ. À, trên màn hình webinar thì hiện đang có mã QR code phiếu khảo sát trực tuyến. À, anh chị có thể chờ một tí để anh di chuyển sang QR code ạ. Vâng, thì trên màn hình webinar hiện đang có mã QR code, thì anh chị có thể scan mã code này hoặc là truy cập vào đường link được ban tổ chức gửi trong phần chatbox. Thì phần khảo sát này rất là ngắn, chỉ mất 1-2 phút để anh chị có thể thực hiện thôi. Thì em hy vọng là anh chị có thể dành thời gian để đánh giá và góp ý cho để Vietcat có thể có những nội dung tốt hơn cho những webinar lần sau ạ. À, vì webinar của Vietcat hiện tại cũng phát trên nhiều nền tảng nên nếu mà anh chị chưa kịp đăng ký trước thì việc làm khảo sát cũng là một cách để xác nhận sự tham gia của anh chị với Vietcat ngày hôm nay, và cũng như là cơ sở để Vietcat có thể đối chiếu để trao quà tới anh chị ạ. Tài liệu về webinar buổi hôm nay cũng được gửi cho anh chị có làm phần khảo sát này, thì vì vậy em Uyên cũng hy vọng sẽ nhận được tất cả những góp ý của anh chị ạ. Và sau phần khảo sát sẽ là phần vòng quay may mắn để có thể dành tặng cơ hội để anh chị có thể nhận được phần quà từ Vietcat, thì mong anh chị có thể nán lại tới cuối chương trình ạ. Thank you.
À, như đã thông báo với anh chị thì sau đây chúng ta sẽ đến với phần được mong chờ trong hôm nay là vòng quay may mắn dành cho anh chị đã dành thời gian tới giờ phút này để tham dự webinar cùng Vietcat ạ. À. Trên màn hình webinar hiện tại là danh sách những anh chị đã dành thời gian tham dự webinar tới giờ phút này, thì anh chị vui lòng chat giúp em trong khoảng 1 phút thử xem là thông tin của mình hiện tại đã chính xác chưa, hoặc là nếu anh chị nào mà hiện tại vẫn còn trong webinar nhưng mà chưa có tên trên này thì có thể nhắn trong phần chatbox để em có thể điều chỉnh trước khi mình tiến hành vòng quay ạ. À. Sẽ có 2 phần quà dành cho 2 anh chị may mắn trong ngày hôm nay, và nếu không có vâng, em xin thay đổi thông tin của đây. Dạ vâng, nếu không còn điều chỉnh nào thì mình sẽ tiến hành tìm kiếm người đầu tiên sẽ nhận được phần quà may mắn của Vietcat ngày hôm nay. Ta bắt đầu. Dạ vâng, em xin chúc mừng chị Đặng Thị Trâm ở Nam Hoa Cốc là người đầu tiên may mắn nhận được phần quà của Vietcat. Chúng ta cùng tìm kiếm người tiếp theo. Người tiếp theo là anh Quang Tín. À, xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia cùng Vietcat. À, ban tổ chức sẽ liên hệ tới anh chị để theo thông tin mà mình đã đăng ký hoặc là đã điền trong feedback form để có thể gửi phần quà tận nơi đến anh chị ạ. Và một lần nữa thì thay mặt Vietcat, em Uyên xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo trực tuyến với chuyên đề Bifort Extension for Maya. Thì hy vọng chương trình đã mang đến nhiều thông tin bổ ích cũng như là cập nhật về phần mềm Autodesk đến anh chị, cũng như là góp phần gắn kết hơn mối quan hệ giữa Vietcat đến anh chị. Hy vọng tiếp tục được gặp gỡ anh chị trong những hội thảo sắp tới của Vietcat. Chúc anh chị có những ngày cuối tuần vui khỏe, sức khỏe và bình an, và một năm Nhâm Dần sắp tới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. À. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.